Rồi, bây giờ chúng ta sẽ lên đường. Đùa bây giờ nút này không biết mở cửa đâu luôn. Hình như bấm này phải không? Đeo quất luôn rồi. Ồ, đúng là hai lúa. Lúc nào đâu? Bấm mạnh vô. À, ok ok, phải đè mạnh vô các bạn. Oh man. Đẹp man. Đã. Yeah, and then I'll show you later. These seats can go up too. Đúng hết chị. Nhìn đẹp, nhìn đẹp trai vậy. Đúng. Các bạn, hôm nay thì chúng ta sẽ đi review lâu lắm rồi. Mấy tháng rồi, ba thằng mới lên vlog rồi. Mới đi chứ. Hôm nay thì có gì đặc biệt thì một hồi Khánh với Long Quán sẽ nói cho các bạn nghe. Giờ mình đi kia tìm địa điểm. Cái xe nhìn chuối á. Kìa right hand. Các bạn, cái điều đặc biệt Nguyên thấy là kỳ này nó cho privacy luôn, giống như là kín đáo. Bản đồ muốn mà biết nhà hay gì, các bạn bấm vô đây nè, muốn bung bự ra, còn này là bình thường không, không thấy gì luôn. Nhìn giống như là đi địa hình vậy. Ác thiệt. Đã hả? Rồi giờ chúng ta lên đường ha. Màn hình bự hơn phải không? Ồ, bự hơn á. Yeah, it's bigger. Đẹp mình. À, ta lái kìa. Rồi ta sẽ quay chi tiết hơn. Có cái kính chiếu hậu kìa. Cái nhỏ xíu, nhông cu chứ đồ á. It doesn't even work, because yeah. The tunnel cover covers you. Oh yeah. Oh, đúng rồi các bạn, nó che hết rồi. Năm quán nói. Yeah. So you'll oh, see man. Oh, ok, lên đường. Bây giờ kiếm chỗ đẹp để review cho các bạn coi. Giờ năm quán suy nghĩ đi. Ok. Ừ. Hôm nay Cali mưa các bạn ơi. Oh man, cái này nè, nhìn ác thiệt. Oh man, tao đã mở màn hình rộng rồi đó mà vẫn không thấy được. Nó vẫn bự quá luôn các bạn. Giống như xe bự quá. Wow. Các bạn, đùa. Đó, nguyên cái cây từ Thiên Hà Thánh luôn các bạn. Đây là cây giặt nước của trời mưa nè. Hôm nay cũng may còn trời mưa luôn, cho nên review được cây giặt nước luôn. Bây giờ để Nguyên quay làm sao ông Khánh ngồi nó như thế nào nha. Rộng không? Được, lâu rồi không gặp các bạn. À, đẹp quá các bạn. Ủa, này đã kiến. Rộng giống như ngồi trước sedan không? Rộng á. Dạ hả? Rộng á. Wow. Cái Model Y. Đồ mình nhìn cái đồ để tay như là mấy chiếc xe rất bự mà của xe Ford đồ ha. Xạo á, xạo. Đi construction. Ở đây có cái màn hình nhỏ. Đúng rồi. Ủa có luôn rồi, đúng rồi nè, mày quay đi. Hình chỉnh cái quái gì á. Ồ, cái đó là để cho con nít nó coi phim được luôn á. Dạ. Ồ, tắt mở quạt luôn hả? Để cho người ta coi đằng sau được luôn. Ồ, coi phim được hả? Everything. Ồ, Netflix, YouTube, Hulu, là Twitch. Là những người ngồi đằng sau coi được hả các bạn? Ồ, YouTube nè, thử. YouTube. Nhưng trước nghe thôi chứ đâu coi được. Yeah. Ủa cái lo nó sao có màu đỏ vậy? Blind spot. À. Để em biết có gì đó đây. Đường nó làm blind spot ở trên trong chứ không bên ngoài. Yeah. Đu. Touch luôn. Yeah. Đây nè. Đu hô bấm được không? Hay yeah. Tắt không phải bị copyright. Các bạn, đây là cái đồ mở cốp nè. Mở cái hộc bên trong. Oh, nó đẩy nhìn luxury luôn á. Ác thiệt chứ, đẹp thiệt. Wow. Đó bạn, đây là nhìn nó chạy đồ má. Nguyên mọi thứ đều bự. Ta lái nhỏ xíu à. Nhìn chất đó các bạn. Đó, giờ mình sẽ nhìn như thế nào. Đây là bên dưới. Mà nhìn xịn ha. Đây bỏ đồ, bỏ bóp của phụ nữ rồi nè. Bỏ giỏ của phụ nữ rồi. Bỏ bóp LV. Ừ, như này. Đồ. Này có carbon fiber luôn hả? Đồ quá rộng ha. Yeah. Quá đẹp. Đây là người ngồi kế bên như thế nào. Bên trong nội thất phải nói là chiến lắm các bạn ơi. Tại này là Foundation Series. Đó. Năm quán nó nói là cái này chỉ có 80 chiếc phải không? Like only a couple thousand. Ồ, có vài ngàn chiếc thôi à. Bây giờ đi kiếm chỗ nào trong mát để không có dính mưa các bạn. Nghe nói mấy người mà lái xe này sợ mà gặp mưa lắm không? Yeah. Tại ở ngoài mê đồ á. Yeah. Bị xem. Nó giỡn á. Đây, chỉ một đồ hoài nè. Chỉ một đồ hoài nhìn nhỏ xíu luôn các bạn. Kế bên nhìn nhỏ xíu luôn. Bằng một phần mấy của chiếc xe này.
cảm giác ngồi trên chiếc xe này giống như là bạn giàu quá, bạn cô độc quá, bạn lonely á, ngồi ở trong căn biệt thự bự. Bạn giống ngoài nhìn như Trang ngồi trong biệt thự ngồi không biết làm gì hết trơn. Lonely at the top. Đúng không, bữa nay có một tài xế chở đi chơi. Không biết chở đi đâu thôi. Để quay, giờ nó lên freeway hả? Quay khúc này rồi anh, okay. Nó là bỏ miếng trâu vô. Năm nay Cali nó bị mưa như Florida Việt Nam vậy các bạn coi. Mấy cái núi đúng rồi, bữa tao đi giao hàng á, ở đây nè, dục miếng trâu nước luôn. Ở Florida là có cá sấu rồi đó. Ở y chang cái ruộng luôn các bạn đó. Đó, bên Mỹ mà có ruộng. Ui, LS ruộng. Đó, bây giờ cho bạn ngắm lên xa lộ nó như thế nào. Thì bữa nay giống như kiểu review xe năm quán cho vui thôi các bạn ơi, chứ không có chi tiết. Hồi thì năm quán nó sẽ nói nhiều hơn. Nguyên cái cây gì đó. Cái mà ấn tượng nhất của mình là khi là thấy cái cây gạt nước. Mỗi lần thay là không có tốn tiền. Tại thay có một cây à. Mà cái giá gấp đôi. Ủa giờ nó nằm ngang rồi, nó hết đứng rồi hả? Yeah, it is active. Elon biết anh em thích độ đèn ha, thích mấy biết mấy chú đủ thích độ đèn á, yeah. Giờ gắn sẵn luôn. Ê, nó đổi màu không? Dạ. Ừ, ấy vậy. Đây nè, bạn bấm vô đây nè. Đó. Đồ đẹp man. Này chạy buổi tối chắc đẹp ha. Dạ. Yeah. Đường. Quá đã. Quá đẹp các bạn. Xe này phải nói là ngồi bên trong quá êm luôn. Okay, 100 ngàn. Nhìn khác. Nhìn đẹp hơn, nhìn giống như là đang trên máy bay á man. Đang trên máy bay nhìn xuống. Giờ thì nó đi kiếm cái chỗ địa điểm để quay cho các bạn ở ngoài cho vui. Giờ ngồi trên xe tán dốc nè đó. Rất là im, nãy giờ các bạn đâu có nghe tiếng nhiều màu đó ha. Một tháng nay bận đi làm này nọ các bạn, rồi bị tắt tiếng. Thời tiết nữa không, dễ bệnh lắm. Nguyên bị tắt tiếng nên Nguyên đâu nói được gì đâu. Ê, tao mới đi 99 sen quay nữa ngày hôm qua. Nghe nói sắp đóng cửa. Ờ. Nào vậy? Đi đó. LS. Cái đó mấy ông bà già đi nhiều đó. Đúng rồi. LS các bạn. Đó, vlog này quay comeback cho các bạn coi vui vui. Rồi, tí gặp lại các bạn. Rồi, chờ lên. Mày cho ông lên đi. Chạy chiếc xe này các bạn. Đó, coi này nha. Hết rồi, hết nhìn. Hết nhìn, ông này nhìn. Thôi nhìn nữa. Mà khi các bạn mua chiếc xe này á, giống như là các bạn sẽ bị chú ý rất là nhiều luôn á. Thằng này nó đi đủ thứ nơi, bị người ta nhìn ngó, xin chụp hình. Giống như Kanye West. gì đó, Pharrell Williams làm có một chiếc. Yeah. Đậu đéo được luôn. Okay. Bự quá. Ở ngoài giống như là xe này giống như nó cách âm luôn các bạn. Nó không nghe ồn ào luôn á. Bên ngoài người ta la hét thì mình không nghe được. Các bạn vẫn thấy nó không? Nó không có ồn. VinFast. Ồ, Vinh mập kìa các bạn. VinFast Việt Nam. Oh man. Cái chiếc màu trắng kìa. Chào bạn. Màu trắng đó, đang trước á. Màu trắng. Trước hả? Quên lộn cái này. Xin lỗi các bạn ơi, mình nhà quê. Mình không gành. À đây nè, đằng trước nè, trời ơi. Đúng là nhà quê. Thấy rồi, đằng trước đây. Ôi, nó chạy kia ấy. VinFast nó thấy Tesla nó ghét. Nó lóc đường lại rồi, nó không cho mày chạy đâu con. Mà sáng nó chiếc màu đen đẹp. Bay Vinh mập nha. Được. Xe này cua gậy được không đâu ấy? Oh yeah. Không cần cua luôn hả? Đúng. Nó tự dính vô kia cục hết luôn. Nó tự tại xe này mà ngoài là bằng sắt mà. Tự động nó mát này nó dính vô luôn. Oh my god. Từ lúc có xe này giờ câu được mấy con rồi? 5 con rồi. 5 con rồi luôn, nhân quá. Đó, những ai mà có tiền mà cô độc quá thì mua chiếc nữa các bạn. Là câu được nhiều cô gái. Ôi mà bữa nay mưa quá trời luôn các bạn. Mấy bữa nay là Cali mưa liên miên luôn á, tuần nào cũng mưa hết luôn. Đó. Cho nên chỉ có đi làm rồi về nhà chơi game này nọ thôi mà, chứ đâu có quay vlog gì đâu. Xong vlog này thì Nguyên sẽ quăng lên vlog đi chơi 99 cent. Trời âm u nè. Nay là ngày Chủ nhật tháng 4 rồi, giữa tháng 4. Mùa hè đó mà, gần mùa hè. Mưa năm nay quá xá.
xe này đi cắm trại xưa, đi road trip đã luôn. Las Vegas, xuyên bang, mình phải chạy qua Florida giống như tao với ghi ác rồi. Oh man, ngon luôn. Mới nãy năm quán nó mới phóng cái nhanh thiệt nhanh đấy các bạn. Nó dính ghế mạnh lắm, nhưng mà tại vì cái body nó im á, nó bự quá đó, nó không có chóng mặt như mấy chiếc Model Y đâu đó, nó đang phóng nè, không hề chóng mặt. Mấy chiếc kia mà các bạn nhấn mạnh được mạnh đó là các bạn có cảm giác bị chóng mặt nhẹ một cái. Ok, bây giờ đi ra ngoài review cho các bạn coi, đây là cái nút bấm đi ra ngoài nè các bạn đó. Quá đã. Ủa, cái đèn lên xe lên đó không? Ủa ác gì? À. Ô men cao thiệt luôn kìa. Ủa đẹp quá. Rồi bây giờ sao? Review làm sao? Cái này này chỉ vui thôi à. Cho coi nhiều cái chức năng function thôi các bạn. Đây. Foundation. Oh, let me lower it. No. Ồ, bây giờ nó có hệ thống e nữa các bạn. Đồ mới nhìn chất quá. Rồi. Đồ e im quá. Nó đang xuống à? Ồ, xuống rồi kìa các bạn. Giờ bấm lên ngược, lên lại. Lên lại okay. Bây giờ là lên lại nè các bạn. Ê. Bữa nay review cho vui thôi nha, chứ không có gì hết. Ồ, lên nè. Mà nó không có mạnh bạo giống như là mấy thằng xe độ như mình các bạn. Yeah. Như AirTag hay là AirLift rồi. Mà lên nhanh á, chậm đâu. Cái gap lên rồi các bạn. Vậy chạy đã ha. Chạy qua mấy cái gồ ghề rồi được hết luôn. Ok, giờ mình sẽ đi chi tiết. Đi xung quanh chứ. Mấy cái đèn kìa đẹp quá. Trời ơi. À, đúng bén luôn. Thì chúng ta sẽ thấy được đây là cái bãi rác thành phố. Xe đạn đậu bãi rác các bạn. Ok, bây giờ là muốn mở xe làm sao? Oh yeah, so cái này stainless steel, this is stainless steel bulletproof. Ủa stainless steel tiếng Việt là gì ta? Là như bằng nhôm á. Bằng mấy muỗng giống inox. Giống như inox kìa các bạn. Or a fridge. You can't cut into it. So they put the door in here. Đó là nút để lấy mở cửa xe đó các bạn, chứ không có cái tay cầm. Ồ, đẹp ha. Thế thôi. So right here. This can open 90 degrees. Mở được 90 độ các bạn. Cho vô thoải mái ha. Bây giờ tưởng tượng các bạn vô nè đó. Vô bên trong. Đồ rộng ha. Rộng. Thằng này cao cũng 5 feet mấy, gần 6 feet á. Sao lộn á, chứ thật ra nó có 4 feet à. Ui, bên trong rộng ha. Sao? Quay gì? You can lift. À. Bỏ được. Đồ quá ha. Yeah. Hoặc là nằm chịch luôn. Ừ. Rồi sau đó là mình đem một mình chiếc gói ra, mình nằm ở ngoài sao ngủ được luôn. Tâm nào đẹp. Nhìn ảo. Ảo cái chỗ. Thì đó. Họ đứng chụp tấm. Bãi rác luôn, cho kéo bãi rác. Bulletproof luôn. Cái này là nó nói chống đạn các bạn. Yeah. Mà chống mấy thùng rác á. Okay. Đâu giờ mở rồi sao đâu. Yeah, cái này we call it tunnel cover. Oh. So, có cái nút. Này là che đậy hang động. Có nút các bạn. Nó bên trong đẹp man. Man. Mấy cái đèn gì nát ha. Yeah. Nó kéo cái đó xuống luôn các bạn. Yeah. Wow. Mày nhảy lên luôn. Nhảy lên nằm ngủ test luôn. Có thêm cái cốp bên trong nữa các bạn. You put drinks in here. Đồ. Nó nói làm tủ lạnh được luôn á. Yeah. Nhìn biết sao có cái nút để cho rớt nước xuống. Rớt nước xuống. Để thấm nước luôn á. Yeah. Thôi không quay đâu, có bao cao su của mày kìa. Ô làm đá luôn hả? Cái gì? Mở beer. À. Cái này là khu bia luôn hả các bạn? Đồ, xe này là full party luôn. And then this one you can jack xe được. Đúng. Không muốn jack luôn. Jack Model Y luôn. Cái này là giúp cho xe khác nè. Yeah. À có nghĩa là Elon cho free 6 tháng. Sau đó jack cho Homie luôn. Nó gần làm cái bữa kia tao cũng thắc mắc á. Gần nó chỉ làm thêm cái nữa. Từ từ.
mày thấy đóng này hả? Mày thấy open này. À, đồ quá. Dắt ghệ đi ngắm hoàng hôn. Có kìa. À, test luôn hả? Ê, ông già chửi mày á. Đồ. Quá. Án à. Ui, mày cứng thiệt các bạn. Nè, một tay Nguyên đập vô mà đau luôn á. Man đẹp thiệt luôn. Rồi thì Khánh tự sướng một tấm. Rồi té rồi. Ô đẹp man. Ấy góc góc này nè. Thôi hai góc đi. Mày cho anh tắm góc này góc kia. Đồ quá đẹp quá. Đó bạn thì bây giờ Nguyên đang đứng trên đây luôn. Đồ quá sao. Giờ nhảy này cái là nếu bể cái là quá đẹp. Ngồi trượt té luôn. Ok, còn gì nữa? Okay. Rồi, tiếp tục. Vô vấn đề tiếp. Nãy giờ giỡn con rồi. Thêm gì nữa đây? First Tesla ever, automatic front wheel. Đù. Giống mấy cái tủ lạnh á. Ồ, anh Nguyên các bạn luôn nè. Quay ngang cho các bạn coi. Cái này là để nướng barbecue. Đi ra phạt công viên đồ sa mạc đồ. Ngồi coi đồ. Án hơn. Ồ men, che mưa được luôn á men. Cái này che mưa luôn các bạn. Hay. Ai chê xe này xấu chứ được ra. Nguyên thấy cái này quá đẹp các bạn ơi. Người thiết kế này ác thật sự. À nút ra nút bấm các bạn. Ê đóng này nhìn giống Robocop á. Cái mặt y chang à. Y chang con Robocop. Oh man. Nói chung đơn giản ha. Không có gì cầu kỳ. À vậy thôi các bạn. Hình như vậy xong rồi đúng không? Mấy vậy mà mua hết $100,000 nè. Có đèn nè. À, mà bên trong đã ha. Bên trong giống như là vô mấy cái VIP lounge rồi ha. Yeah. Trong mấy cái phòng sang chảnh đó các bạn. Room right here for your backpack. Đó. À, đúng rồi, để đồ này nè. Phụ nữ thì để bóp, còn mình thì để ba ly, cặp da đồ. Đẹp. Quá đẹp các bạn. Oh, man. You want to show the steering? No. You show the steering. Okay. Giờ nó sẽ chỉ cái tay lái các bạn. Mà quay thấy không ta? Tại lúc đầu Nguyên cũng khó hiểu đúng không bạn? Cũng hơi confused. Rất là khó hiểu. Rồi mày nói đi, tao dịch lại nha. Okay. Steer by wire. Có nghĩa là bằng dây điện đó các bạn. It's not connected to the wheel. Cái này nó không có axle phải không? Yeah. Nó không có khi mà các bạn quẹo này nọ, nó không có kết nối vô cái bánh xe, mà là nó đi bằng tín hiệu của dây điện. Không cần làm, you don't do this. À khi mà các bạn U-turn đâu đó. Rồi coi coi. À, vậy thôi hả? Yeah. Rồi khi đó cái xe tự động quay vòng tròn luôn theo cái tín hiệu mình muốn. À nè. Đó làm lại. À hai bánh nó đi khác nhau. Má nghe giống dịch á. Đồ man. Rồi thử đi. Cái lý do đây rác các bạn. Ok bây giờ Nam Quán nó sẽ làm một cái vòng tròn cho các bạn coi. Khi mà tay lái chỉ có quay có phân nửa à. Chưa tới phân nửa nữa. Một phần mấy à. Cái chỗ này hiện tại là trường đại học. À, đẹp quá man. Nhưng mà chủ nhật thì họ làm chợ trời cho nên nó mới đông vậy. Có mấy cái rác không? Tao nghĩ ra ngoài đi. Xe này bự quá. Ra ngoài đó. Ồ đẹp man. Ờ. Trời ơi, quá đẹp luôn kìa. Quá hoành tráng. Wow. Cái tiếng ở ngoài nó nghe im lắm các bạn. Không biết trên máy quay nó có nghe sao không. Nghe rất là im, im hơn mấy chiếc điện khác.
No. Đẹp quá men. Yeah. Vậy thôi. Mưa. Thôi, mưa rồi, giờ kiếm chỗ khác đi ha. Yeah, ừ, Khánh muốn lái không? Okay, lái đi. Lái rồi. Mày đi đâu nữa? Okay. If you need the camera, you see that little circle on your steering wheel? Yeah. You can press that. Cảm nhận người lần đầu tiên lái chiếc này sao Khánh? Quê lắm. Dạ. Nó kỳ lạ hơn. Ờ cái circle này hả? Yeah. Press it like it. Khó không? Nó gồ ghê không? Kiểu okay, như control rồi. Nó ngộ. Dạ hả? Nó có cảm giác như chiếc rượu. Đấy. Xe này đi mưa đẹp là đã hả? Ừ. Nó ấm áp á các bạn. Có cảm giác ấm. Rồi cái đầu quẹt xuống đồ như thế này nè. Chứ không phải là cái cây. À. Ồ nó là cái nút bấm á hả? Ừ, nút bấm vậy thôi. Là bên đằng sau lưng cái tay của nó đó các bạn. Bây giờ tụi mình sẽ đi đến cái địa điểm sạc xe cho các bạn coi. Đó, rồi vậy thôi, rồi cuối cùng qua cho thằng em bạn kia coi cho xe thôi. Rồi một lần nữa cảm ơn Nam Quán hả? Cảm ơn Elon. À, cảm ơn Elon. Đó các bạn đâu cần phải gắn đèn ở đây chi cho mệt đâu. Có sẵn đèn ngoài luôn, mưa luôn. Ô anh mưa nó nhiều gất. Quá. Thì thôi xe này nói chung cũng không có gì review các bạn, chỉ là cho vui vậy thôi, coi bên trong thôi. Thật sự thì người thật việc thật, chứng kiến bên ngoài nó đẹp hơn, nó ngon hơn. Is this on the sport mode? Yeah, sport. Oh shit. Oh, oh man. Oh, you haven't sit in the back yet, huh? Nah. When somebody step on it? Never. I like that. Ê quên cứ thọt tay để cho lấy cái tinh xuống rồi à. Nè. I keep doing that. Yeah. Im anh. Để chuẩn bị đạp này cho nó coi. Quay camera trước hay sao? Hay vậy? Vậy ok. Vậy nè. Này là quay Khánh trải nghiệm cho các bạn coi. Mưa này đẹp quá. Y chang Việt Nam luôn. Không khác gì luôn. Ê, ê. Rồi. Sao té rồi? Thanh niên đã bị té rồi các bạn ơi. Tội nghiệp quá. Sao té rồi? Chắc té rồi. Chắc thấy xe của anh Khánh, xe của anh Nam Quán. Ô. Ô men nó im á men. À. À. Té tới quá. Cái xe này kéo các bạn mà mình đang ngủ mình cũng ngủ được luôn á chứ không có bị đánh thức. À. Giờ đi đem lại BMW Tesla. Như mấy bữa đó. Yeah, BMW Tesla. Randy Donut. Oh shit. Án hả? Ô. Ê bữa nào xe mày đổ thêm cái gì đó xe kia đem lại chụp đẹp. Okay. Tag Randy Illuminate vô. Xe này thô cái GR đã. Ờ thô được luôn không? Còn cái windshield cái kiến đằng trước nè các bạn coi nè, cái tay mình nè, mới tới giới được tới đây à. Giới kiến nó chắc 10 năm sau mới giới được. Ồ mẹ là để đồ đằng trước cũng được luôn á. Trang trí một cái thành phố đây được luôn. Chứ đủ là để mấy con gấu chứ. À, để con gấu nè. Lego rồi. Star Wars rồi, Disneyland. Rộng rãi thoải mái, không sao. Try recording people looking at us too. Ok. Mà khó quá, tại xe chạy nhanh quá. Nam Quán cứ kêu quay các bạn, tại xe này ai cũng nhìn vô ngó chứ. Các bạn chạy xe này là các bạn nổi tiếng. Ờ, đa số xe thêm. Nay cũng có mấy người nhìn đó mà Nguyên không có quay, tại Nguyên lo trải nghiệm xe. Lát đi lại chỗ chạc là chỉ bị nhìn á. À, một đống luôn. Giống như các bạn mang đôi giày Yeezy hay gì đó, Limited Edition đó. Red October. Red October rồi. Mà người ta nhìn. Ok. Chưa có đèn à. Chúng ta sẽ bắt gặp những người nhìn xe mình. Có nhìn không? Dạ, đây chú mày. Đây là hàng cất khác chơi. Nó sẽ nhìn mình. Nhìn luôn. Ồ, trời đẹp lắm em. Màu xanh kìa. Nào bạn, giờ mà thắng mày mới thấy nè, bữa nãy mưa gió không thấy, nguyên cục e luôn. Nguyên cái phục e đây. Oh man. Mập chà bá luôn. Để mình lợi lên gờ cho thứ ấy.
À nhìn đi trang cái e của tao vậy đó. Cái này bự. Cái này là phục đúng hả? Đúng rồi, nó thăng lên cho xuống. Em như là cái e cái cấp kit luôn á anh. Đúng cái, rồi. Cái này rồi khi nào mà qua ổ gà cái đập xuống là muốn treo. Rồi xong luôn. Có bị không ta? Mà sao Elon chế án vậy? Ủa má nó vỏ Red Wing luôn à. Red Wing. Good year không? Yeah, good year. Vô trong ngồi đi. Này giao xe cho khách hàng các bạn ơi. Đây là ông chủ nè. Chủ chuồng gà nè. Mới tải gà, mới chạy gà. Chạy gà, chuyên gia lùa gà các bạn. Cái này là chiếc xe nhìn lão quá. Án à. Đây tưởng tượng là các bạn sẽ tự vô ngồi. Mở cửa cho Sang vô coi. Đó, vô ngồi. Cyber chick. Only fan. Đây, Sang vô ngồi như thế này. Đó. Đùa mới ngồi đã mà anh. Nãy giờ chưa ngồi được. Ngồi sao anh? Em đứt mà anh. Quá đã luôn á. Vô không? Mua không anh? Thôi cái này mắc quá thôi nè. Không mua đâu. Mua cái mô bị hờ mở. Bán quạt đi, bán quạt. Đó nữa. Cùng anh, đã mà anh cái tay. Rồi thử đi. Đây đẹp mà anh, cái dáng ngồi đẹp nè. Dao này nó nhỏ xíu rồi bà. Ngồi tao quăng qua chưa? Cái screen này to quá. Đường quăng quay đẹp. Giờ gước thêm nó chở qua châu luôn hả? Chở qua châu luôn. Mày muốn qua châu không? Ủa mấy nhìn đằng trước đẹp quá các bạn. Quá đẹp. Ờ. Coi nè. Quá đẹp. Nhìn đúng bén luôn các bạn. Cái đầu trước đẹp thiệt. Cái này chạy buổi tối là bén lắm luôn. Ê mỗi lần thấy chiếc này là thấy Kanye West với lại Travis Scott. Mấy cái nhạc autotune. Con thấy chiếc này là thấy Kim Kardashian. Dạ dạ. Còn nó mua chiếc không? Rồi. Đúng rồi. No my someone sent it. Nó quay lén được. But not the factory. Someone did. Thanh niên này yeah lại coi chiếc xe. Hình như thấy mình quay lên vlog luôn. Nếu mà em coi vlog thì vô comment nha em chị. Con ghẻ kêu con muốn chiếc đi anh. Tao chỉ đi. Ồ để mở chưa? Đây. Let me show you. Các bạn bây giờ là chiếc xe này nó đậu kế bên chiếc xe huyền thoại. Hướng về tương lai hay trở về quá khứ. Ác thiệt. Đường máy đi show day mới là nó sẽ có chiếc này đuôi với chiếc này. Đúng rồi. Là nó hút khói luôn. Đẹp anh. Chụp tấm ơi. Này là bên trong buổi tối này đẹp quá. Này là đang dọc cái máy hít. Như nó không chọn nhiệt độ dưới đây được ha. Mò thử coi. Mới quá đâu biết. Ừ mới quá. Ở đây hả? Sưởi. Này là sưởi ghế. Ừ mấy chú Hải đúc đầu vô luôn. Chú Hải. Chú Hải đang nhìn. Đi. Khai trương xe mới chúng ta phải mình định đeo được phải để định được cũng các bạn thì bây giờ chúng ta sẽ kết thúc một ngày review xe là đi ăn vô quay ăn chơi
lát nữa phải chỉ chạc. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Còn thì quên. Ok. Chạc xe nữa. Bây giờ vô ăn cái đói quá rồi. Nãy giờ nó đứng nó bán xe. Rồi, lên đường. À, một đống này nữa. Ồ, sen đang nữa. Ồ, trời. Nó chơi bộ đồ giống Elon. Cái đồ già sao lộn. Dài này dài Red Wing no. Dài này Dr. Martin. Dài của ba đó là. Giờ chúng ta đi ăn Korean barbecue các bạn. All you can eat buffet. Này chỗ này là tụi mình ăn từ lúc trẻ trâu. Lúc này thằng này nhỏ xíu à. Không biết kiếm được tấm hình nữa không để về coi lại. À, cả chục năm đó các bạn. Có hết á. Ôi no, hình như không có. Đúng rồi, có 1 tiếng. Hồi xưa là ngồi bên đó đó các bạn. Quán này mình đi cả chục năm giờ mới trở lại. Giờ remodel lại đẹp. Đang chưa? Đói. Ok bạn, thì hiện tại chúng tôi có mấy cái này ngon nè. Tteokbokki mày lấy đâu? Ngon lắm á. Yeah, very good. Cơm chiên, chả giò, thịt bò lá hả? Nhìn giống chiếc lá hả? Ai biết comment bên dưới luôn các bạn ơi. Đó, ăn giả chiến rồi, đói bụng rồi. Còn mày ăn cái gì vậy? Cơm chiên. Đây thịt bò. Yeah. Rồi xương bò. Ngon à. Nè cua chứa đủ nè. Bú phương. And when you go closer to like 7 to 5 yards, yeah, 3, 2 to the body, 2 to the body over here, and then back here, 2 to the body, under 10 seconds. Oh man, từ Bắc Kinh, từ chỗ đậu xe đi ra, nó dài thòn nha các bạn. Giờ chúng ta đi sạc xe, rồi kết thúc video tại đây. Cảm ơn các bạn một lần nữa đã xem. Nó dài thòn à. Ok, sao cũng được. Nó chưa unlock. Nó sao đây cày hả? Cày nhẹ hả? Rồi. Ok. Đô. Mỗi lần mở vậy hả? Á, thiệt. Euro World Cup vậy. Đẹp mình. Đô. Đẹp quá. Giờ chúng ta sẽ trải nghiệm lên xe vào buổi tối. Đó. Batman versus Superman. Ừ. The big armor one, right? Yeah. Xe này nó bắt cứ lạnh nhanh hơn. Tại kiến các bạn. Đây là sắt. Rồi lên đường đi sạc xe thôi. Đây rồi các bạn, đây là nội thất bên trong của chiếc xe vào ban đêm. Đó, đúng đỉnh luôn. Quá đẹp. 72 hours living in new Cybertruck. Đồ hay. Giờ thì chỉ thấy hai cái mặt thôi chứ chả thấy ai. Và mấy cái đường này thôi. Tính vậy vậy nha. Sao đéo thấy luôn rồi. Oh. Oh. Đáng thiệt. Chỉ thấy như vậy thôi. Các bạn thì sorry nếu tối rồi khó thấy. Thì bây giờ nữa các bạn là xe nó sẽ nhìn. Ô, chỗ này gắn tiện ha. Sẽ cho các bạn coi nó nhìn như thế nào ngay chỗ sạc xe. Ừ. Ui vừa đủ luôn. Kích cỡ ok. Ồ, vừa luôn. Dư ra được chút xíu hả? Đại ca tới rồi. Người đại ca tới rồi các bạn. Má ác vậy hả, giống như là Robocop tới vậy. Đại ca tới rồi. Lão đại nó tới. Ê bịch. Kiểu nó mở đèn quá, nó đèn chạy tỏng. Đẹp không? Vừa mới ăn cần nó đang nói chuyện gì vậy trời. Cái này nhìn bên ngoài rồi nhìn đáng được.
này cũng như là trong mấy game đồ họa nữa các bạn. Nhìn đẹp man. Như đang chơi game PS5. Làm bén thực sự luôn. Đó, nó đang chạy là cái đường đang chạy nữa các bạn. Đó, loading. Loading. Ác thiệt. Còn 25 phút nữa xong. Ok các bạn, cảm ơn các bạn đã đồng hành với chúng tôi. Sam Sam. Dạ, cảm ơn Nam Quán đã review chiếc xe với chúng tôi một lần nữa. Cảm ơn rất là nhiều. Hiện tại rất là mệt rồi, buồn ngủ rồi. Mới sạc pin xong hết. Hy vọng các bạn thích video này. Video này không phải review, cũng như là chia sẻ nhìn như thế nào vui vậy thôi. Vui tại tụi này không phải chuyên nghiệp về xe điện đâu. Rồi, cảm ơn các bạn một lần nữa. Nhớ đăng ký kênh, Nam Quán có nói gì nữa không? Subscribe. More video. Đúng rồi. Nguyên sẽ để Instagram của Nam Quán để các bạn vô coi cái build mai mốt nó đi track xe Corolla vòng vòng á. Rồi, tạm biệt luôn. Khánh gặp các bạn sao? Rồi, tạm biệt. I think that's my water bottle. Yeah. Rồi. Quên cái nón rồi. Dạ, các bạn sẽ đẩy. Quên. Nó quên gì nữa đâu phải không? Quên cái chua. Rồi, tạm biệt. Bye. Bye. Đường như là một cái cơn gió vậy.